xin chào tất cả các bạn ha. Lại là Phu đây đến từ Vinh Hôm. Thì thật sự là rất là nhớ các bạn luôn ấy. Sau 4 tháng trời ròng rã không thể nào làm clip review được, nhưng các bạn cũng đã biết á, là ở thành phố Hồ Chí Minh dịch bệnh Covid rất là nhiều luôn. Và kể cả chính bản thân của mình cũng bị dính Covid luôn nữa. Cho nên mình không thể nào làm clip review cho các bạn xem được. Đấy, thì nhân đây mình cũng gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả các bạn luôn. Vì mỗi ngày mình đều nhận được tin nhắn của các bạn là kêu gọi mình review này kia các kiểu. Đấy, và hôm nay mình đã trở lại nha các bạn. Ta-da! Đồ, và tránh trong dài nữa mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu con nhân vật của ngày hôm nay nha. Ok, thì đây là hộp của con nhân vật chính tay ngày hôm nay ha các bạn. Đấy, một con của hãng Iron Factory này. Đấy, con này có mã là EF-30 và tên nhân vật là Darkness Sinus nha các bạn. Đó, thì do tính chất bản quyền cho nên là hãng không đặt tên đúng được. Chứ tên đúng con nhân vật này đó chính là Jeffra nha các bạn. Đó, và cái hộp nhìn rất là đẹp luôn. Bên hông mình sẽ thấy con nhân vật nè. Đó, có mã rồi có tên ở dưới đây. Và phía sau mình sẽ thấy con nhân vật này có thể transform biến đổi thành hai dạng. Đó chính là dạng robot và dạng máy bay. Đó, và cái hộp này sẽ đi kèm là mình sẽ có hai cái đầu nha các bạn. Một cái đầu là dạng là cái khuôn mặt của nhân vật, và thứ hai là mình sẽ thấy là kiểu giống như là đeo mặt nạ chiến đấu ấy. Đó, nhìn rất là xịn sò đúng không? Và các bạn thường thấy là con nhân vật Jeffra này sẽ có màu chủ đạo, đó chính là màu trắng đỏ. Đây là con nhân vật này, là con Jeffra bên phe Autobot. Và con nhân vật này tại sao lại có cái màu đen tím như thế này? Đó, thì nó là câu chuyện khác nha các bạn. Thì thật sự là con nhân vật này nó cũng bên phe Autobot ha, nhưng mà nó có điều là nó ở trong một cái vũ trụ khác nha các bạn. Thì các bạn biết đó là trong Transformer có rất là nhiều vũ trụ luôn. Đó, thì trong đó có một vũ trụ tên là Shatterglass nha các bạn. Thì cái vũ trụ này như thế nào? Cái vũ trụ này nó sẽ là sự đảo ngược đó của hai phe. Đấy, phe Autobot bình thường sẽ là phe hiền, thì bây giờ Autobot sẽ là phe ác, còn bên phe Decepticon sẽ là phe hiền nha các bạn. Đấy, và đây là con nhân vật chính của ta, nhìn rất là xịn sò luôn. Thì trong một cái bóp này mình sẽ có một con nhân vật chính này. Đấy, và đi kèm là mình sẽ có một cái vỉ như thế này nữa. Cái vỉ này mình sẽ có là một cái đế nha các bạn. Đó, một khẩu súng trong đây, một cái đầu thêm. Đấy, thì đây là cái phần này, là cái phần để gắn cái máy bay nè các bạn. Đó, bạn thấy xa xa nè. Này, đó, chiếc máy bay được gắn trên cái đế. Đấy, và mình sẽ có thêm một bộ bàn tay nữa, rất là xịn sò luôn. Và kế đến cuối cùng là mình sẽ có quyển sách hướng dẫn như thế này. Đấy, thì các bạn có thể xem qua ha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào review chi tiết con nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Ta-da! Và đây là toàn bộ phụ kiện chúng ta có được trong một bóp ha. Thì trong một bóp mình sẽ có con nhân vật chính nè, một cái đế, một bộ bàn tay, một cái đầu, một cái phần để gắn dạng máy bay nha các bạn. Và cuối cùng là mình sẽ có khẩu súng nữa. Đó, thì về cái đế này thì các bạn phải tự ráp ha, rất là đơn giản thôi. Đấy, và nó là bằng nhựa clear, nhựa trong đó các bạn, cho nên nó khá là dễ vỡ, các bạn cũng cần phải lưu ý ha. Đấy, và mình sẽ có bộ bàn tay đi kèm. Thì đầu tiên là cái bàn tay là kiểu xòe ra như thế này. Đấy, nhìn cũng rất là đẹp, rất là xịn sò luôn. Đó, kế đó mình sẽ có cái bàn tay là kiểu chỉ. Đó, kiểu chỉ. Chang chang. Đấy, và cuối cùng là mình sẽ có bàn tay để dùng để cầm vũ khí đó các bạn. Đây, dạng nắm đấm ha, rất là đẹp luôn. Đó, và đây khẩu súng của chúng ta để gắn vào thì rất là đơn giản thôi. Tang tang, vậy là xong, rất là chắc chắn luôn nha các bạn. Đó. Và đây là cũng là khẩu súng của chúng ta nha các bạn. Đấy, nhìn theo mình thấy thì nó nhìn cũng được thôi. Sơn phết cũng không có gì hết, chỉ có sơn bạc ở đây chút xíu này. Đó. Và cái khẩu súng này phía dưới nhìn nó cũng rỗng nữa, nhìn khá là kỳ. Đó, và trên đây mình có thể mở cái phần này ra. Đây, thì cái phần này đó chính là cái bánh xe nha các bạn. Đây, của dạng máy bay đây. Đó, khi mình transfer mình sẽ xoay ngược lại, nó là dạng máy bay như thế này. Đó, và ở đây cho các bạn dễ thấy hơn. Đấy, rất là xịn sò đúng không? Có thể gắn súng vào được luôn. Đó, và cuối cùng đó chính là cái phần đầu của chúng ta. Đây, đầu của con nhân vật. Đây, thì cái đầu này là dạng giống như kiểu là đầu chiến đấu đó các bạn. Đeo mặt nạ vô mắt màu đỏ, khá là ngầu luôn. Và các bạn cũng cần phải lưu ý ha, khi mình đổi đầu ấy là mình phải dùng một cái tua vít, mình mở cái con ốc này ra rồi mình mới thay đầu nha các bạn, để tránh bị hư gãy đấy. Và hai cái phần sừng hai bên này nó cũng khá là dễ gãy đấy, cho nên các bạn cần là lưu ý ha. Đó, thì cuối cùng đó chính là con nhân vật chính của chúng ta. Tan tan. Ok, thì đây là em nhân vật chính ta ngày hôm nay các bạn. Đấy, em Jeffra của hãng Iron Factory. Đấy, thì đập vào mắt mình điểm đầu tiên ấn tượng đó chính là cái tông màu của nó ha các bạn. Đấy, tông màu đen tím nhìn rất là đẹp và rất là cuốn hút luôn, nhìn nó thích con mắt liền các bạn. Mình rất là thích những con nào mà kiểu mà tông màu như thế này, đen và tím ấy. Đó, nhưng mà giá như cái màu tím này nó kiểu mà nó chìm một chút xíu thì mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Đó là cá nhân của mình á, mình thích kiểu như vậy. Đó, thì đó là về màu sắc con nhân vật này. Còn về ngoại hình của nhân vật này thì con này khá là nhỏ bé. Đầu tiên là mình cảm nhận được như vậy. Đấy, thì mình có cái thước ở đây, mình sẽ đo cho các bạn xem ha. Đấy,
thì từ dưới chân lên trên đầu là nó cỡ 13 cm nha các bạn. Đấy, 13 cm. Và ở phía sau này khẩu súng là nó sẽ cỡ 16 cm nha các bạn. Đấy, thiết kế cũng không quá cao luôn. Thì mình có cái điện thoại mình ở đây. Đây, mình sẽ cho các bạn xem để mà bạn dễ so sánh ha. Đấy, cái chiều cao nó sẽ cỡ một cái điện thoại mình thôi, khá là nhỏ bé luôn các bạn. Đấy, nhưng mà một cái con nhỏ như thế này và thiết kế rất là chi tiết thì thật là đáng khen cho hãng Iron Factory, đúng không? Đó, thì đó là tổng quan về màn hình là mình cảm nhận như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn vào chi tiết một chút xíu để xem con nhân vật này nó như thế nào nha các bạn. Thì đầu tiên là về phần đầu của nhân vật nè, bạn có thể thấy được là hãng Iron Factory đã làm rất là chăm chút cái phần đầu này luôn. Đấy, nhìn nó rất là chi tiết và cũng rất là đẹp nha các bạn. Đấy, được làm mũi cao rồi cái mỏ hơi chu chu ha. Đấy, cầm nhọn nhọn ra này kia kìa giống em tin nè. Đó, và ở trên đây được sơn cái màu tím này, dạng metallic này, cũng rất là đẹp luôn. Và khuôn mặt cũng được sơn cái màu metallic, cũng như là con mắt sẽ được sơn màu đỏ, nhìn nó ác ác. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. So với cái đầu thay thế này, nhà xuất người ta cho thì cái màu bên đây á, cái màu mắt á, nó sẽ đậm hơn. Đấy, nhưng mà cá nhân mình thích cái màu vàng hơn. Rồi, cái bên đây nhìn con mắt nó lòi lòi ra, nhìn nó ghê ghê sao ấy. Đó, thì mỗi bạn sẽ có gu riêng ha. Đấy, còn về cái phần ở dưới đây, bạn sẽ thấy cũng được sơn cái màu tím dạng metallic luôn. Đó, cũng thiết kế nhìn rất là đẹp. Đấy, khá là thích con mắt luôn ha bạn. Đấy, mọi thứ cũng rất là cân đối phần trên đây. Còn về phần ngực của nhân vật thì mình sẽ thấy rồi là quá đẹp luôn bạn. Thật sự là như vậy theo cá nhân của mình ha. Đấy, rất là đẹp, được sơn màu tím ở đây. Và cái điểm nổi bật nhất là cái phần mặt đây nè các bạn. Ngay giữa ngực luôn sẽ là cái màu xanh lá cây, nhìn rất là nổi bật khi ánh sáng nó chiếu vào cái phần này là nhược clear nè các bạn. Đó, cho nên mình sẽ thấy nó ánh nó sáng lên. Và có một cái điểm các bạn cần lưu ý ha, là cái miếng ở đây các bạn, nó khá là dễ rơi ra đấy. Đó, mình chỉ cần mở ra chút xíu thôi là nó đã bung ra rồi. So với cái con trước phiên bản cũ á, là cái phần này nè các bạn. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem, nó sẽ khó rơi ra hơn. Nhưng cái phần này đây, đấy, nó khó rơi ra hơn. Rồi, rất là chắc chắn luôn các bạn. Đấy, và ở trên cái con mới này mình sẽ thấy là cái phần này nó rất là dễ rơi ra. Đấy, rất là dễ rơi ra. Thì đây là một cái điểm gọi là thụt lùi ha, của hãng Iron Factory. Đấy. Kế đến là phần cánh tay con nhân vật nè, bạn có thể thấy thiết kế cũng rất là đầy đặn. Đó, rất là đẹp luôn, nó sẽ không có những cái lỗ trống này kia các kiểu. Đó, ở trong đây cũng vậy, rất là đầy đặn luôn. Và ở phía sau này thiết kế thường thấy là bạn sẽ thấy có một cái nắp ngay đây. Đấy, cái nắp nó dùng để mở ra và mình có thể giấu được cái phần bàn tay khi mà transform đó các bạn. Đó, kiểu như thế này. Và rất chắc chắn luôn ha. Đó. Nhưng mà mình thấy theo cá nhân của mình là cái phần khẩu súng này nó hơi dày một chút xíu. Thì giá như nó mỏng, nó dẹp lại chút xíu. Đó, tại gần như là nó gần bằng luôn với cái phần bàn tay luôn. Thì mình thấy nó hơi mất cân đối chút xíu. Đó, ở con nhân vật này. Đó, cá nhân của mình ha, thì mình thấy như vậy. Đó, thì cái phần khẩu súng này mình có thể mở ra được nha các bạn. Đó, nhưng mà mở ra theo mình thấy là mở ra nó còn xấu hơn bình thường nữa. Và khi mở ra là bạn phần phải có một cái tu vít như thế này để mình nạy từ từ ra. Tại cái phần này nó khá là cứng luôn. Và một điểm lưu ý các bạn, khi bạn mở ra là các bạn tránh tuyệt đối đừng cứ cầm cái phần này ha. Để cái phần đầu súng này khá là dễ gãy. Nó sẽ có một cái gờ nhỏ ngay đây các bạn. Đây, cái gờ nhỏ đây thì bạn sẽ tì cái lực vào cái gờ đó. Đó, rồi bạn mở từ từ ra và nảy nó lên. Thì nếu mà các bạn transform thì bạn hẳn mở ra. Còn nếu không transform thì mình nghĩ các bạn cứ để yên vậy đi. Đấy, chứ đừng mở ra làm cái gì hết. Đó. Còn về phần bàn tay thì mình có thể tháo ra mình thay thế được nha các bạn. Đấy, rất là đơn giản thôi. Mình giật nó ra. Thì ở đây có cái lỗ này. Đó, và mình dùng cái bàn tay khác mình gắn vào. Và ở đây có một cái điểm cho các bạn là mình nghĩ là điểm thụt lùi của hãng Iron Factory là cái bàn tay mà để cầm súng được á, nó khá là lỏng lẻo luôn. Đấy, rất là lỏng lẻo, mình giật nhẹ là nó ra. Thì mình chả hiểu nữa. Trong khi đó ở trên cái con cũ thì nó rất là cứng luôn các bạn. Đấy, trên con cũ bạn sẽ thấy này, cái phần khẩu súng này nó rất là cứng luôn, chứ nó không có lỏng lẻo, nó không có dễ rớt ra. Thì mình nghĩ là cái này cái điểm thụt lùi nữa của hãng Iron Factory đó các bạn. Kế đến là phần chân của con nhân vật thì bạn có thể thấy thiết kế nhìn nó cũng được thôi các bạn. Theo cá nhân của mình là cũng được ha. Tại sao? Tại vì bạn có thể thấy hai bên này nè, nó có hai cái phần này nhìn nó đưa ra và cái màu nó khác hoàn toàn luôn, nhìn nó khá là kỳ ấy. Và hai cái phần này nó là hai cái bánh xe. Đấy, khi mà mình transform này dạng máy bay. Đó, bánh xe thế này. Và thiết kế nó nằm ngay đây và nó không có gì giấu vô nhìn nó. Theo mình cá nhân mình thấy nó hơi kỳ kỳ chút xíu. Đấy, chưa kể có những cái phần gài ở đây thường thấy như thế này. Đó, để mình có thể gài hai phần bàn chân thì nó cũng, cái phần này cũng nhỏ, nói chung là cũng nhỏ. Đó, nó cũng không có gì đáng kể ha. Đấy, và hai phần cánh đưa qua hai bên thì nhìn nó dư dư ra. Theo cá nhân của mình nó cũng kỳ nữa, chứ nó không có được đẹp mấy. Đấy, ở phía sau thì nhìn nó cũng cân đối, cũng được. Đó, và rất là may mắn luôn là cái phần cánh ở đây là mình có thể mở ra được. Đấy, bạn không thích thì bạn có thể mở ra. Rất đơn giản thôi, mình giật ra như thế này. Đó. Và cái phần trong đây cũng được sơn phết này kia các bạn. Thì khi mở ra hai cái phần cánh mở ra như thế này thì cá nhân thì mình thấy nó nhìn nó cân đối hơn. Đấy, nó được, nó ổn hơn chút xíu. Đó,
Thì đó cá nhân của mình ha. Và nếu bạn không thích cái phần màu tím này luôn thì bạn có thể mở ra cái phần này ra vẫn được. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn đừng nên mở ha, tại cái phần màu tím này mở ra nó rất là cứng, cực kỳ cứng luôn, và khi mở ra nó cũng chả đẹp đẽ đâu các bạn. Đây rất là xấu luôn á. Cho nên mình nghĩ là các bạn nếu được thì các bạn chỉ cần mở cái cánh này ra thôi là được rồi, chứ đừng mở cả một cái cụm này ra luôn. Rất là mất thời gian và có thể làm hư nhựa nữa các bạn. Và cuối cùng là phần lưng của con nhân vật ha. Thì đây là cái điểm gọi là mình gần như mình thích nhất trên con nhân vật này luôn, đó chính là hai cái khẩu súng này. Nhìn nó rất là ngầu luôn các bạn. Mặc dù là khẩu súng rất là to nhưng mà nó không cho mình cái cảm giác gọi là ba lô ha. Nhìn nó rất là đẹp, rất là thích luôn. Và thiết kế hoa văn chi tiết được sơn bạc ngay đây, điểm này kia cái kiểu nhìn rất là đẹp đó. Và cái phần ngay đây mình có thể di chuyển được. Đây, di chuyển được rất là xịn luôn. Và ở đây sẽ có cái lỗ nhỏ, thì cái lỗ này dùng để mình gắn cái đế vào các bạn. Đây, gắn vào như thế này. Đấy, để cho cái con nhân vật có thể cơ thế bay này kia cái kiểu. Rất là xịn luôn ha. Đó. Và chưa hết, đây có cái điểm thú vị mà mình phát hiện ra được mà ở trên cái tờ giấy hướng dẫn nó không có các bạn. Đó chính là cái khẩu súng này mình có thể mở ra được. Thì mở ra bằng cách nào? Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Đầu tiên là mình gập cái phần cánh này xuống. Kế đến là mình sẽ đẩy ra phía trước một chút xíu thì nó sẽ mở được cái phần này ra. Ở đây có cái nắp này, mở ra. Đó, và mình chỉ việc mở khẩu súng này ra thôi. Quá đơn giản, quá đẹp, quá xịn sò đúng không? Đấy, và ở trong đây này, cái phần nhựa xanh lá cây này là sẽ nhựa clear ha. Đấy, ánh sáng nó lọt qua rất là đẹp. Và ở trên đây là sơn, kiểu mà sơn kim loại này. Rất là xịn sò luôn. Quá đẹp luôn các bạn. Đó, và cái khẩu súng này mình có thể mở ra được ha. Đấy, mở ra bằng cách là mình sẽ mở nhẹ như thế này. Đó, mở như thế này thôi. Đấy thì lần đầu tiên mở nó sẽ hơi cứng một chút xíu. Đó nhưng mà sau đó thì nó sẽ lỏng dần ra. Rất là ok luôn các bạn. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà rất là tiếc luôn là cái khẩu súng này mình không thể cho con nhân vật có thể cầm được. Đây con súng cầm. Đây khá là tiếc về cái điều đó. Ok, vậy là mình đã review rất là chi tiết về ngoại hình của con nhân vật này rồi, cũng như những ưu điểm, nhược điểm trên con nhân vật này và những cái lưu ý về con nhân vật này. Đấy, thì ở đây là mình có một cái con nhân vật là EF-30 luôn. Đó, phiên bản màu trắng đỏ này. Thì con này nó ra trước cái con màu đen này. Đó, con màu đen này là ra 2021. Đấy, thì bây giờ mình sẽ có so sánh cho các bạn xem. Thì tổng quan về ngoại hình của hai con nhân vật này là hoàn toàn y chang nhau, chả khác gì hết. Đó, thì nó chỉ khác duy nhất mình thấy là về màu sắc thôi. Đó, và một điểm nữa là những cái phần thí dụ như là mình có nêu ra giống như là phần cánh tay. Đó, thì trên cái con màu trắng này nó sẽ cứng hơn, nó sẽ chắc hơn về cái phần bàn tay ở đây. Còn ở trên cái con màu đen này thì về cái phần bàn tay này nó khá lỏng lẻo. Mình mở cái nó ra liền. Đó, chứng tỏ là về độ hoàn thiện của cái con màu đen này, con Dark Nest này nó không có tốt bằng cái con cũ. Đó, còn về chất lượng nhựa thì hai con này đều hãng Iron Factory hết. Đó, chất lượng nhựa nó gần như nhau. Nhưng mà khi mình cầm cái con mới này mình trải nghiệm thì mình cảm thấy là nó chắc chắn hơn các bạn. Đấy, nó cho cái phần đó yên tâm. Khi các bạn lắc này, bạn sẽ thấy là nó rất là cứng và nó rất là ok. Nó cho mình cảm giác trải nghiệm nó tốt hơn. Còn trên cái con mới này khi mình cầm lên mình lắc như thế này thì mình thấy nó khá lỏng lẻo luôn các bạn. Đó, điển hình là cái phần ngay đây, nó sẽ rất là dễ bị bung ra. Đó, thì mình nghĩ một phần nó ảnh hưởng từ cái việc khớp và những cái phần sơn phết nó sẽ làm ảnh hưởng về chất lượng nhựa, hoặc là do cái phần khớp nó lỏng lẻo cho nên mình cảm giác nó như vậy. Thì bây giờ mình sẽ vào phần tiếp theo các bạn, đó chính là về khớp biên độ cử động để xem cái con nhân vật mới này như thế nào nha. Đầu tiên về phần đầu con nhân vật nè, mình có thể xoay qua trái nè, có thể xoay qua phải. Đó, rất là linh hoạt, có thể nhìn lên, nhìn xuống, rất là chắc chắn luôn các bạn. Về phần khớp vai của con nhân vật thì mình có thể đưa lên như thế này. Đó, và có thể đưa cao lên. Ở đây mình sẽ có cái khớp cầu ha các bạn. Đó, cho nên mình có thể xoay qua phía trước, xoay ra phía sau như thế này. Đó, và mình có thể xoay tay ra phía sau, phía trước, rất linh hoạt và cực kỳ chắc chắn. Về phần khớp ngay đây thì mình có thể xoay được 360 độ, cực kỳ linh hoạt và cực kỳ chắc chắn.
Ở khớp khuỷu tay ở đây mình sẽ có hai khớp nha các bạn. Đó cho nên mình sẽ có biên độ cử động cực kỳ linh hoạt và cực kỳ rộng luôn. Đấy, và rất là chắc chắn. Về phần bàn tay con nhân vật thì mình có thể xoay được một ít nha các bạn. Đó. Nhưng mà khi xoay thì mình phải mở ra một tí, đó mình mới có thể xoay được. Tại nó có một cái khớp nó sẽ kẹt đó các bạn. Đó, và mình có thể mở được cái bàn tay ra luôn để mình có thể thay được cái bàn tay mới. Đó. Ngoài ra là mình có thể đưa lên đưa xuống được một ít như thế này. Đó, và khi đưa nó sẽ mở cái phần nắp này ra một chút xíu nha các bạn. Đây. Về phần eo con nhân vật thì mình có thể cho con nhân vật có thể xoay qua phải này, xoay qua trái nè, rất linh hoạt luôn. Ngoài ra là mình có thể cho con nhân vật có thể gập xuống một biên độ như thế này. Nhưng mà cái phần khớp ngay đây nó khá là lỏng nha các bạn. Đó, điển hình là các bạn có thể thấy này, khi mình lắc nhẹ, đó, nó đã tụt ra. Về khớp háng con nhân vật thì mình sẽ có hai cái yếm hai bên ha. Đầu tiên là cái phần ngay đây, mình mở lên. Kế đến là cái phần bên trong này các bạn, cái phần này nè. Mình mở cái phần này lên luôn. Đó, để tăng biên độ cử động ha. Đầu tiên là mình đá về phía trước. Đây, đá phía trước mình sẽ có biên độ thế này. Cũng rất chắc chắn. Và khi đá sang ngang, đây, mình đá được như thế này, cũng rất chắc chắn. Và khi đá ra phía sau, nó sẽ vướng cái cạnh ở đây ha các bạn. Đó, cũng rất chắc chắn. Về phần khớp ngay đây, mình còn có thể xoay qua phải này, xoay qua trái nè, khiến cho con nhân vật có thể cử động linh hoạt hơn. Về khớp gối con nhân vật thì mình sẽ có hai khớp nha các bạn. Khớp đầu tiên, mình sẽ gặp được một biên độ như thế này. Và khớp thứ hai, mình gặp lên, nó sẽ tăng biên độ hơn rất là nhiều luôn. Và cũng rất là chắc chắn. Về khớp bàn chân của nhân vật thì mình có thể xoay qua phải này, xoay qua trái, có thể nghiêng xuống, nghiêng lên được một ít. Ok, thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng transform con nhân vật này sang dạng máy bay ha. Thì để transform thì đầu tiên là các bạn tháo giúp mình cái phần lưng này ra. Thì tháo rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ việc giật ra thôi. Rất là đơn giản luôn. Ở đây sẽ có từng cái khớp nè các bạn. Mục đích là để cho mình dễ thao tác thôi các bạn. Kế đến mình sẽ đẩy cái phần đầu này về phía sau một chút xíu ha. Đó, rồi mình sẽ mở cái phần nắp này lên. Đó, cũng như là mình sẽ mở cái phần ngực này lên luôn nè các bạn. Đây, mở lên như thế này. Đó, và các bạn nhìn chú ý này, mình sẽ có hai cái gờ hai bên này. Ngay đây nó sẽ hơi cứng một chút xíu ha. Đây, mình sẽ mở lên như thế này. Đó, vậy là xong. Rồi đóng cái phần nắp này lại. Đây, ở dưới đây thì mình sẽ đóng cái phần này lại. Rất đơn giản luôn. Rồi mình sẽ mở cái phần đầu máy bay lên. Đây, mở lên hết như thế này. Đó, rất đơn giản. Kế đến mình sẽ xử lý phần bàn chân con nhân vật ha. Đây, bên đây nó sẽ như thế này. Rất là đơn giản thôi. Đầu tiên là các bạn gặp cái phần này lại. Đây, cái phần mũi bàn chân mình gặp lại như thế này. Đây, kế đến là cái phần gót. Đó, mình sẽ mở cái phần gót này lên. Đây, nó sẽ hơi cứng một chút xíu ha các bạn. Mở lên như thế này. Đó, và mình sẽ cài vào ở trên đây nè các bạn. Cài vào, đẩy lên. Đó, như là xong. Kế đến mình sẽ xử lý phần này nha các bạn. Rất là đơn giản thôi. Mình sẽ mở cái phần này lên, rồi đẩy về phía trước, đóng lại. Sau đó mình sẽ thấy ở bên đây này, đó nó có hai cái đồ gài này. Đó, mình gài vào cho thật chặt. Đây, vậy là xong. Bây giờ mình sẽ biến đổi cái phần cánh tay này ha các bạn. Đó, thì rất là đơn giản thôi. Thì mình sẽ mở cái phần này lên. Đó, mở lên. Và mình sẽ đóng cái phần này lại vào. Nhưng mà theo mình thấy là đóng lại này các bạn, nó sẽ bị vướng ở đây. Cho nên mình khuyên các bạn là đừng có đóng lại, cố gắng mình đóng lại có thể nó bị kẹt các bạn. Đó, thì mình nghĩ là các bạn có thể mở cái phần này ra luôn. Đó, mở cái phần bàn tay ra luôn. Rồi mình cất lại. Sau đó mình đóng lại như thế này. Đó, nó sẽ chắc chắn hơn ha. Đây, kế đến là phần khớp vai này mình sẽ mở xuống như thế này. Đây, sau đó cái phần này đây các bạn, mình sẽ xoay ngược lên trên. Đây, xoay ngược lên trên. Đó. Và ở đây nó sẽ có phần cài nè các bạn. Đây, mình sẽ cài vào đây. Rất đơn giản luôn. Đây, vậy là xong. Bước tiếp theo là mình sẽ gắn cái phần này vào lại chiếc máy bay ha các bạn. Rất đơn giản thôi. Thì đầu tiên là các bạn mở phần cánh này ra giúp mình. Đây, mở ra như thế này. Rất đơn giản luôn. Đó, và nhìn ở phía sau bạn sẽ thấy có cái lỗ này. Đó, mình sẽ gắn vào cái lỗ ngay đây. Đó, và ở trên máy bay nó sẽ có hai cái gờ này các bạn, hai cái lỗ như thế này. Nó sẽ gắn vào hai cái phần gờ ngay đây. Đó. Thì bây giờ mình đầu tiên mình sẽ gắn vào ngay đây. Gắn xuống. Sau đó mình sẽ kéo ngược về để cài vào hai cái lỗ này luôn. Đấy, vậy là xong. Để hoàn thiện dạng máy bay thì các bạn sẽ gắn giúp mình cái súng vào đây ha. Trong đây nó sẽ có cái lỗ này. Mình sẽ dùng cái súng này và mình gắn vào.
Đây, cái lỗ dưới đây gắn vào. Đó. Vậy là xong. Và kế đến mình sẽ mở những cái phần bánh xe này ra ha các bạn. Rất đơn giản thôi. Mở nó ra. Đây, và những cái bánh xe ở đây mở ra. Đó, đây xong dạng máy bay của chúng ta. Ta-da! Vậy là sau 8 phút mình cũng đã transform được con nhân vật này rồi, từ dạng robot sang dạng máy bay. Thì transform nó cực kỳ đơn giản thôi, không gì phức tạp đâu các bạn. Đó, còn dạng máy bay này thật sự là mình không có điểm nào mình chê này, cái kiểu nó quá đẹp luôn. Từ phần đầu máy bay cho tới phần hông, rồi phần đuôi máy bay. Đấy, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp, rất là hoàn hảo so với bản thân mình luôn. Và nhất là cái phần nòng súng này các bạn, mình khá thích cái phần nòng súng này, rất là chi tiết và rất là đẹp. Và cá nhân của mình thì mình thích mở cái kiểu nòng súng này ra như thế này hơn. Đấy, nhìn nó lộ cái phần nhựa clear ra rất là đẹp và rất là ngầu. Đó, cái súng nó cũng dài hơn. Thì nếu các bạn không thích thì các bạn có thể gắn vào như thế này cũng rất là đẹp đúng không? Đó, tại nếu mở ra nó sẽ lộ cái phần này ra. Đây, lộ phần trống này ra nhìn nó khác kỳ. Và khi đóng lại nhìn từ phía trước nó cũng rất là đẹp nè các bạn. Đây, quá tuyệt vời đúng không? Còn nếu nhìn ở phía dưới thì các bạn sẽ thấy đầy đặn hết luôn. Bạn sẽ không thấy được làm cái phần gọi là cánh tay này, rồi phần chân. Nó sẽ liền cả một khối luôn. Và nhất là cái phần súng này đây nữa, khi mà gắn vào nó liền cả một khối luôn. Và nó che được cái lỗ hổng ngay đây nè các bạn. Đây, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Và tránh móc phụ kiện nữa. Quá đã luôn các bạn. Và nhân đây mình cũng xin chia sẻ một số điểm ha. Đó là trong quá trình transform mình đã hướng dẫn không phải thiếu mà là mình cố tình như vậy. Đầu tiên là về cái phần ở đây. Đó, thì cái phần ở đây là đúng ra là các bạn phải tháo ra. Đây, giống như bên đây này, bạn tháo ra, tháo cái phần này ra các bạn. Đây, nó rất là cứng luôn. Đó, tháo ra, sau đó mà xoay ngược lại và bạn gắn vào. Đó, gắn vào như thế này. Nhưng mà nó rất là cứng cho nên mình không hướng dẫn các bạn. Đó, mình gắn như thế này mà mình chỉ tới cái bước này như thế này thôi. Đó, thì nếu các bạn thích thì các bạn thôi mở ra, tại khi mà tháo ra rất là cứng và tháo ra nó có thể làm hư gãy luôn. Đó, cái phần nòng súng này. Thì nếu các bạn nào mà kiểu mà thư hoa tiết ngọc cái con nhân vật của mình thì các bạn để yên như vậy luôn. Theo mình nghĩ là để yên như vậy luôn đi, chứ đừng tháo ra kẻo là bị hư gãy đấy. Còn nếu không thì các bạn có thể tháo ra đấy, kiểu như thế này. Đó, thì đó là tùy các bạn ha. Cũng như là phần bàn tay này. Đó, khi mà hướng dẫn là mình sẽ hướng dẫn các bạn là giật hẳn ra luôn. Đó, để transform. Nhưng nếu không thì các bạn có thể mở cái phần này ra và đẩy vào như thế này. Nhưng mà làm như vậy á, nó có thể làm nó kẹt, rồi khi mà lấy ra nó rất là khó khăn luôn các bạn. Đó, cho nên mình khuyên các bạn là tháo hẳn ra luôn ha, khi mà transform dạng máy bay. Đó, thì tùy các bạn thôi. Thì đây là dạng máy bay chúng ta. Đây, rất là đẹp luôn và khá thích đó các bạn. Và ở phía dưới này mình sẽ có cái đồ để gắn được cái đế ha các bạn. Đây, gắn vào cái đế như thế này. Đó, thì cái phần này mình hướng ra phía trước. Đây, gắn vào như thế này. Rất đơn giản luôn. Đó, rồi mình có cái đế. Đây, cái đế đây. Đó, và mình gắn máy bay lên. Gắn lên như thế này. Ok, vậy là xong. Đó, dạng máy bay của chúng ta. Đó. Thì bây giờ mình sẽ vào phần cuối cùng, đó chính là tổng kết, để xem nhân vật này có đáng mua là không nha. Ok, vậy là sau 8 phút mình cũng đã review thành công nhân vật này rồi. Một em rất là hot luôn của hãng Iron Factory EFX30. Thì em nhân vật này có đáng sở hữu hay không? Thì theo cá nhân của mình thì em này là hoàn toàn xứng đáng sở hữu các bạn. Mặc dù là so con nhân vật này so với phiên bản trước thì nó có một phần kém cạnh một chút xíu, một vài khuyết điểm. Nhưng mà theo cá nhân của mình thì những khuyết điểm nó cũng không gọi là quá đáng, gọi là to tát để cho các bạn phải quan tâm hay này kia cái kiểu đâu. Đó, thì với giá dưới 1 triệu đồng thì mình nghĩ con nhân vật này cũng xứng đáng sở hữu á. Thì em nhân vật này sẽ phù hợp đối với bạn nào mà thích chơi series Iron Factory, đã từng chơi nhiều nhân vật rồi, hoặc đơn giản là những bạn nào thích những cái màu sắc độc lạ kiểu giống như là đen tím kiểu như thế này, và một vũ trụ gọi là khá kỳ cục đúng không, đổi ngược hai phe với nhau, hoặc là đơn giản thôi bạn nào thích hâm mộ Z-Fire thì có thể sở hữu nhân vật này. Thì cuối cùng là quyền quyết định cũng nằm các bạn thôi. Đó, thì đây là nhận định cá nhân của mình. Và bây giờ clip cũng đã quá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Và đừng quên để lại một like, một share và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.